Xin chào cả nhà là đến với lại kênh Lê Cốt Kinh. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn một món chay. Đó chính là món bánh hỏi chay đậu hũ. Điều nguyên liệu của mình cũng cực kỳ đơn giản luôn. Ở đây mình có bánh hỏi, nhưng mà đặc biệt là khi chúng ta ăn á, mình sẽ có màu sắc thế này sẽ đẹp hơn, hấp dẫn hơn. Thì ở đây bánh hỏi của mình có 3 màu ha, màu trắng nè, màu xanh lá dứa và màu tím lá cạp. Ở đây mình có đậu hũ chiên. Phần nước chấm thì mình sẽ dùng nước tương ha. Ở đây nước tương mình có nước tương nè. Và gia vị đi kèm là đường, bột ngọt và ớt xay. Phần mỡ hành thì mình sẽ dùng dầu ăn và hành Baro. Và mình sẽ ăn kèm với lại salad và rau sống. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau điểm lại một số nguyên liệu cần thiết cho món ăn ngày hôm nay. Bây giờ đầu tiên thì mình sẽ làm cái phần mỡ hành ha. Bây giờ mình sẽ hành Baro thì mình sẽ cắt nhuyễn ra. Và mình sẽ phi với lại dầu ăn. Phần đậu hũ thì mình sẽ chiên giòn, chiên nóng lên mình ăn kèm sẽ ngon hơn. Bây giờ mình sẽ pha chế nước tương. Ở đây mình có 2 muỗng nước tương. Bây giờ mình sẽ cho thêm 1 muỗng nước. Một muỗng đường. Chút bột ngọt. Khoảng nửa muỗng ớt ha. Rồi mình khuấy đều lên là xong. Nói chung là tùy theo khẩu vị của mỗi người, bạn nào thích ăn nó lạt lạt một tí thì mình sẽ cho thêm nước vô. Hoặc là bạn nào muốn ăn ngọt hơn thì mình sẽ cho thêm đường vô ha, tùy khẩu vị thôi. Cứ pha chế sao mình thấy ngon là được. Còn nếu trường hợp bạn không có ăn chay á, thì mình có thể làm nước tương tỏi ớt cũng được, ăn rất là ngon. Rồi mình đã xong phần nước chấm rồi nè ha. Rồi vậy là tất cả nguyên liệu mình chuẩn bị xong rồi đó mọi người, và bây giờ mình sẽ thưởng thức thôi. Và trước khi mình thưởng thức mình sẽ tới bước trang trí ha. Phần mỡ hành cũng đã chuẩn bị xong rồi nè mọi người. Các bạn nếu không ăn chay thì mình sẽ dùng hành lá ha. Ở đây mình ăn chay thì mình sẽ dùng hành Baro. Rồi bây giờ mình sẽ cuộn đậu hũ ha. Cứ một cái bánh hỏi thì mình cuộn một cái đậu hũ. Phải chọn là đậu hũ dài thế này để mình dễ cuộn ha. Rồi mình sẽ rưới hành Baro lên ha. Mình sẽ rưới mỡ hành lên. Vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh hỏi cuộn đậu hũ chay. Và chúc bạn thành công với món này nha. Và đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh của mình các bạn nha.